Rồi, xin chào các bé nha. Trở lại với clip bé Minh Đạt, chú Thanh Bình xin chào các bé. Chúc các bé mau ăn chóng lớn nha. Bây giờ là 9 giờ mấy rồi các bé, mà bé Minh Đạt đòi chú Thanh Bình phải quay video cho bé Minh Đạt múa. Thì buộc lòng chú Thanh Bình phải dời mấy cái võng này ra nè ha. Dời mấy cái võng này ra nè. Dời cái xe này ra nè ha. Để cho cái rộng rãi để cho bé Minh Đạt nhảy nha các bé. Rồi nhảy đi. Dữ quá, quá nhảy dữ quá. Bé năng lượng, bé Minh Đạt chiều á uống hai hộp sữa các bé, ăn một chén cơm nè, uống hai hộp sữa nè. Nên bé nó mình đạt nó có nhiều năng lượng hay chưa? Các bé coi bé mình đạt nha, chú Thanh Bình bữa nay mệt quá chứ không có diễn giải được cho các bé nghe đâu nha, các bé thông cảm nha. Ngày nay chú Thanh Bình đi mua một chiếc xe ô tô nè, một chiếc xe ô tô màu đen nè. Nếu các bé mà có coi xe ô tô thì các bé theo dõi chú Thanh Bình, ngày nay chú Thanh Bình buổi chiều chú Thanh Bình phải đi mua một chiếc xe ô tô nè. Rồi có cuộc gọi tới rồi các bé ơi.